Nay bão vô quý anh chị ơi, không đi ra ngoài quay được, trời mưa đường ướt quá. Hôm nay em xin phép báo giá quý chị nhé. Báo giá những xe gầm cao thôi nha quý chị, xe cũng nhiều, quay mà hết tất cả luôn, mà dòng xe nhỏ rồi kia luôn, sợ không đủ thời gian quý chị. Thì em quay bắt đầu từ con này qua quý chị ha. Đây này, từ đây qua nè. Bữa nào góc này còn Tiguan thì Tiguan nó bán rồi quý chị, nhận cọc, em quan nhận cọc rồi nhé. À, giao xe luôn rồi chứ, giao xe rồi gì á, không biết em nhớ là anh em giao xe chưa. Con này Defender 2019 giá 465 triệu, đi 7 vạn nha quý chị ơi. Biển vàng nhưng mà đi cũng ít thôi. Bên em phóng tua đồng hồ nha quý chị nhé. Quý chị có thể check tích hạng thoải mái nha. Lịch sự bảo dưỡng hãng đầy đủ hết. Bên em không có tua đồng hồ, bao quý chị luôn. Xpander 2019 nha quý chị nhé. Xpander 2019, xe đi 77 ngàn hay sao, 77 hay 78 ngàn gì đó. Giá 465 triệu nha quý chị nha. Rồi, đây em có xe 5 nè. Xe 5 2022 nha quý chị ơi. Con này 701 thôi nha, bạn thiếu nha quý chị nhé. Bạn thiếu, bạn đi lắc á. Đợi con AI xe đi được 5 vạn km quý chị ạ. Con này nước sơn đẹp lắm nè. Con này nước sơn là gần như 100% nè. Tại vì chủ mua mới á, một chủ từ đầu mà họ dán đề can bảo vệ xe từ đầu luôn ha. Về xước con xíu thôi, bên em lột ra ha. Thì anh chị nào mà tham khảo thì cứ vô trong trang cá nhân em xem cái bài đăng em đăng đó. Xe này lúc đầu nó sẽ màu, nó màu giống như một cát á quý vị, giống như một cát mà thôi. Ở trường khi nào xuống Nha Trang đăng ký á, khi nào bên dịch vụ khi nào xuống Nha Trang đóng thuế á. Tí bạn gửi cái số điện thoại của khách bên mình. Mình gửi rồi đó, mình gửi rồi bạn đó. Gửi cái sim á, mà bạn coi gửi qua cho bên đó, nó tự làm việc luôn. Sáng nay tự cho ký. Tại vì nó đang đợi nhà, khách đang đợi nhà. Ok. Ok, tiếp tục quý chị ha. Đây còn Mazda CX-5. Đây Mazda CX-5 2021 nha quý chị. Con này bản luxury. Màu xanh Carbonside nè quý chị. Con này đi hơi nhiều. Con này 69.000 km nha quý chị. Con này bên em đang chào là 715 triệu quý chị ạ. 715 triệu nha. Con này rẻ hơn nè, giá mềm. Con này 701 thôi quý chị, đợi hai luôn. Khác nhau không khác nhau nhiều đâu quý chị. Hệ thống đèn rồi là kia các thứ á thì nó giống nhau gần như là 100%. Con này em thấy nó có khác một cái cốp điện thôi quý chị ơi. Con này thiếu nha, con này thiếu cốp điện, con này có cốp điện nè. Rồi, Hyundai Cutin quý chị ơi. Hyundai Cutin con này sản xuất 2023 nha. Odo đi được 19.000 hay gì á. Con này cửa lùa nè. Cửa lùa 4 ghế đi ha. Xe đi 17.000 km nha quý chị nhé. 17.000 km. Đây. Giá rất mềm nha quý vị nhé. Giá 890 triệu. À đâu, con này 701 chứ, 901 chứ. Con này 910 triệu nhưng mà hồi lỡ đọc rồi, bán của anh chị là 890 luôn nha. 890 giá chào luôn, còn thương lượng chút đỉnh nữa nha quý vị nhé. Lỡ đọc rồi, Cutin 2023 bản 2.0 nha. Bản 2.0 là bản cao cấp nhất đó quý anh chị. Đi 17.000 thôi. Xe đẹp cực kỳ ha quý vị ha. Rồi. Bên em có con Prado nè, Land Cruiser Prado. Con này hơn 2 tỷ một xíu nha, 2 tỷ 2 một xíu nha. Đấy quý chị, con này sản xuất 2021 nha quý chị nha. Prado. Cái dòng xe này là mua cực kỳ khó nè. Land Cruiser, Prado, Land Cruiser rồi này kia quý chị. LC rồi đó, LC 300 rồi quý chị. Quý chị mà mua mấy con này cực kỳ khó nha. Ở hãng quý chị mua đặt xe đâu đó khoảng nửa năm đến đầu năm, một năm á. Nói là nửa năm thôi chứ nhiều khi mua một năm chưa chắc đã có xe nha quý chị nha. Giá xe con này cực kỳ ảo luôn. Vậy nào mà kêu con này đắt rẻ hơn giá hãng cứ ra hãng mua thử ha. Còn em thì chú về em nói có xe có sao nó vậy thôi. Xe nào mua dễ nó dễ, xe nào mua khó nó khó, xe nào mà xấu nó xấu, xe nào đẹp nó đẹp nha quý vị nha. Nhưng mà xe này mua cực kỳ khó. Ở đại lý ngoài rất là nhiều nhưng mà ở hãng lại không có xe quý vị. Và mua kèm ben kèm lạc rất là kinh khủng nha. Kể cả không phải ở Việt Nam nha quý vị nha. Không phải ở Việt Nam, ở nước ngoài cũng vậy nha. Kể cả ở nước ngoài lạc là như là 3.000 đô đó. 3.000 em chả nhớ nữa. 3.000 hay 30.000 gì đó. Bữa có cái bản báo giá bên nước ngoài quý vị. Khách ở Úc về Việt Nam mua Everest bên em, mà họ có tham khảo giá nó, có cái bản giá bữa gửi cho em mà không nhớ là bao nhiêu. Rồi em đây có Santa Fe nè quý vị. Santa Fe 2022 ha. Con này đi 7.000 cây thôi, đi siêu ít luôn.
7.000 cây mà đi 2 năm thì mỗi năm đi có 3.000 không quý vị, đi quá ít luôn quý vị ạ. Nội thất nè, mới tinh luôn. Cái ghế xe nè quý vị, ngồi ít đó quý vị. 7.600 cây thôi nha quý vị nhé. Thì thực ra thì đi ít nhưng mà giá mà so với xe mới thì tiết kiệm đâu đó khoảng được 100 triệu thôi quý vị ơi, trăm hơn trăm thôi. Giá Santa Fe cũ với mới bây giờ nó cũng đang hơi ảo quý vị. 1.085 triệu cho con này ha quý vị ha. 1.085 triệu. Rồi bên này thôi cho em đi lướt nhanh qua xíu nha quý vị. Quay 6 phút rồi mà mới quay được có mấy xe. Rồi Carnival con này mới xăng đời 2 nha quý vị. Mới xăng đời em 2, con này đang kêu là 1.385 triệu. Hôm nay nó dòng mới xăng khó bán. Hôm nay lỡ báo giá rồi là báo giá hôm nay bớt 40 triệu xe này nha quý nha. Hiện tại giờ con này 1.345 triệu thôi. Đây bảng giá còn nè quý chị nhé, 1.380 nè, 1.380 nè. Hiện tại giờ còn 1.345 triệu luôn. Giảm quý chị 35 triệu luôn. Giảm 35 triệu tiền mặt nha. Giảm 35 triệu tiền mặt. Còn thương lượng thêm chút nữa, coi giá chào. Còn thương lượng nên quý chị xem xe ra lọc thêm một chút đỉnh nữa nha quý chị nha. Sedona máy dầu bản Signature, bản giới hạn. Con này 995 triệu nha quý chị, đi 57.000 km. À quên, Odo. Odo con này nè, Odo con Carnival. Con Carnival này đang đi Odo là 35.000 km nha quý chị ơi. Con này đi 57.000 km đời 2021 nè, bản Signature, bản kỷ niệm nè quý chị. Chỉ có 2021 mới có bên phiên bản này thôi nha. Quý chị xem ghế nè, cái màu da ghế. Cái da ghế là màu zin hết nha quý chị nha. Cái màu da ghế zin đấy. Rồi biển thành phố rút hồ sơ sẵn hết rồi. Con này anh chị mua ra tên trong ngày thôi nha quý chị nhé. Ra tên trong ngày thôi. Rồi Kia Seltos nè. Con này đời 2021 bản Premium. Đi có 30.000 km thôi. Màu nước sơn dữ rất là đẹp luôn. Nhìn mới tinh nè, bóng loáng nha quý chị. Nhìn xem thấy không. Bên trong xe cũng còn mới lắm. Giá 601 thôi nha quý chị nhé. Giá 610 triệu thôi đây. Logo độ nha quý chị nhé. Con này bản 1.4 Premium, 1.4 Turbo á. Con này Philips rồi hay chưa em không biết, nhưng mà logo cũ nha, độ là logo mới nhưng mà có cúp điện nha quý chị. Rồi, xe lóc cửa, đang lóc cửa nha, em không có mở được. Nhưng cúp điện rồi nha quý chị nhé. Nè, dòng Sedona siêu rẻ nè. Sedona có 745 triệu đời 2019 nha. Mà con này mới xăng nha quý chị, động cơ 3.3. Chị nào đi gia đình á, đi ít á, nằm đi có khoảng 5.000 hay 7.000 cây gì đó, đi con này ok. Còn đi nếu mà đi nhiều, đi tầm mười mấy 20.000 thì hơi hao ha. Còn đi 5.000, 7.000 thì nói chung là em nói bây giờ em với chị mua á, nó rẻ hơn cái dầu hơn 100 triệu. 100 triệu đó quý chị đi được khoảng 5 năm á. Nếu mà đi đổ nhiên liệu đi á, đi được khoảng 5 năm. Nếu một năm đi khoảng 10.000 cây là đi được khoảng 5 năm luôn á. Đó, đi thoải mái luôn. Mà mới xăng thì này kia đi êm hơn, đã hơn quý vị ha. Còn nếu mà đi kinh tế thì quý vị mua mới dầu đi. Đi lâu dài mua đi 10 năm, 20 năm vậy á, đi mới dầu ha. Còn nếu mà quý vị mà đi như em nãy em nói á, đi khoảng một năm đi khoảng 10.000 cây. Bây giờ hiện tại mua rẻ hơn 100 triệu nha, 2019 mà quý vị mà mua bây giờ nó khoảng tầm là 850. 850 thì đó, thì bây giờ là con này em bán là 745 thôi, chưa thương lượng đó. Tiết kiệm hơn 100 triệu, 100 triệu nó đổ xăng đi nằm đi đó sướng quý vị. Rồi, Kia Carnival. Kia Carnival con này bản Signature mới dầu ha. Con này đi được 39.000 km quý vị, 39.000 km nha. Giá bán con này bên em chào là 1.370 triệu đời 2023 nha quý vị. Signature. Rồi con này 2022 nè. Con này độ bi gầm rồi. Con này 1.299 nha quý chị nhé, 1.299, thương lượng sâu mạnh luôn quý chị luôn. Quý chị nào mua thì cứ tham khảo em Quang sẽ hỗ trợ quý chị tư vấn xe cho quý chị nhé. Carnival thì còn đâu đó 4 con thôi. 3 con à, còn 3 con Carnival thôi quý chị. 2 con dầu, 1 con xăng nhé. Sonato xăng điện quý chị ơi. Con này Hybrid xăng điện sản xuất 2022 nhé. Giá bán con này 1.220 triệu, đi có 13.000 cây thôi. Để xích đi chờ nhé, Premium nha quý vị, xích đi chờ nhé. Xích đi chờ mấy giờ xăng điện. Xăng điện thì nó có hai phiên bản là Premium xăng điện và xích đi chờ xăng điện quý vị.
À, con này sẽ đi chờ nha, 1 tỷ 220. Mua lúc mà thời điểm 2022 á, mua con này là nó tới 1 tỷ 7, nó hơn 1 tỷ 7. Nhân tại giờ 1 tỷ 220, nhưng mà tới thời điểm hiện tại giờ mà quý chị mua mới á, thì hãng vẫn chào giá là 1 tỷ 400 mấy chục á, 1 tỷ 4 mấy chục, nhưng mà không có vấn đề có xe liền đâu nha quý chị. Bạn xin đi chờ thì hết xe rồi. Đây xe lướt thì đây em có một con Z8 hai cầu nha, con này sẽ xích 2024 luôn quý chị, sẽ xích 2024 đi 19.000 nha, tiết kiệm cũng được 100, 130, 140 sáu xe mới quý chị. Đây 2024 đi 19.000. À, giá thì nếu biết ở hãng thì lăn bánh luôn là 1 tỷ 230, 240 hay 250 đó em không nhớ. Như con này em đang kêu là 1 tỷ 175 triệu là tiết kiệm đâu đó khoảng 100 mấy á. Bữa em so sánh rồi 100 mấy á quý chị. Mà không rớt đời nha quý chị á, mẫu mới luôn, không rớt mẫu, không rớt đời, không bị mất cái gì hết. Mua thì cũng không khác xe mới cả. Đi 19.000 cây, sơn thì nước sơn thì không quan trọng. Nếu không có dặm tốt này kia thì 1-2 chấm đá thì nó bình thường quý chị ơi. Rồi xếp 8 em có hai con ha, một trắng một đen nè. Con này thì bản luxury quý vị, luxury nha. Con này 2022 giá 795 triệu. 795 triệu quý chị ạ. Con này thì đi 60.000 hay sao em. À 51.000 km quý chị nhé. 51.000 km. Đó, đời 2022 nha quý vị. Kia 2024. Sorento 2022 đây cũng có nữa nè. Con này bản giá mới dầu, bản signature, con này bản 6 ghế nha. Con này 1 tỷ 018 triệu quý chị ạ. Đó, con này đi 46.000 km, 1 tỷ 018 triệu nha quý chị ơi. Chị nào thương lượng mua thì alo em nhé, thương lượng trực tiếp thì sẽ có giá tốt nhất nha quý chị. Còn mà qua điện thoại thì thật luôn em bớt cho quý chị 50 triệu lấy lọc thôi. Không phải riêng xe này, tất cả những xe nào mà trên cửa hàng luôn, anh chị nào thiện chí thật sự cứ đến cửa hàng đi, em sẽ bớt cho quý chị giá tốt nhất. Mà tốt nhất thì cũng không phải đến 40-50 triệu đâu nha quý chị nha. Không có xe nào mà em bán mà em bớt 40-50 triệu đâu, trừ những dòng xe Lexus hay Mercedes hay là BIM hay là Range Rover, những dòng đó ra thôi nha. Đó, chứ còn mà những dòng xe phổ thông gì nè, anh chị nào muốn xe muốn bớt có ra lọc thì em vẫn bớt ra lọc cho quý chị 5 triệu 10 triệu trên điện thoại, trên video. Cứ đến xem trực tiếp anh chị sẽ có giá tốt hơn một xíu. Bèo lắm phải là 10 triệu nha quý chị nha, bèo lắm là 10 triệu nữa. Đừng có trả giá qua điện thoại, qua điện thoại em không bán đâu. Qua điện thoại em có mất 10 triệu thôi, tại vì biết sao quý chị, nhiều anh chị dò giá chơi, trả giá cho vui, ngồi trong bàn nhậu với nhau á. Ngồi cho bàn nhậu với nhau á, khè anh này khè anh kia, tôi mua xe tôi trả giá này, tôi trả giá kia, gọi em tối ngày luôn. Đôi khi một ngày á em nghe điện thoại á tới 50-60 cuộc điện thoại chỉ trả giá chơi thôi quý chị. Rất là không em không hiểu tại sao những cái showroom khác chơi nhau hay là nhớ anh chị nào mà rảnh ấy gọi em không biết. Kiểu như là nhiều khi em nghe trong thoại cuộc điện thoại nha, mở ra ngoài lên anh em bàn tán với nhau là trả xe này trả chơi trả, nhiều khi nghe rất là bực mình luôn quý chị. Xe của mình là mình mua bán xe tiền tỷ chứ không phải là bán xe đồ chơi 35.000 hoặc là 100.000 ba món đâu, mà quý chị cứ trả giá gì nó mất duyên nha quý chị, khó bán xe nha quý chị. Không phải là bình thường em đâu giờ nóng tính đâu quý chị, bình thường có giờ mà em nói như vậy đâu, nhưng mà thật sự là dạo gần đây rất là nhiều nha quý chị, anh chị thông cảm giúp em quen. Vui lòng nếu chị thích xe nào đó cứ nhắn tin cho em hỗ trợ tư vấn. Rồi muốn giảm giá thì em vẫn có giảm giá cho quý chị luôn, giảm giá lấy lọc này kia, em nói thẳng với video luôn, lấy lọc là em giảm giá lấy lọc 5 triệu 10 triệu gì đấy. Còn anh chị thiện chí thật sự thì cứ đến cửa hàng thương lượng trực tiếp với em thì sẽ có giá tốt nhất, tốt hơn nha quý vị nha. Nhưng còn đâu 1-2 con xe nữa để em quay hết luôn ha. Rồi đây quý chị, Santa Fe con này cũng mới xăng bản premium nè. Nãy con kia màu trắng, con này thì đi hơi nhiều ha. Con này đi là 4 vạn rồi nha quý chị nhé. Con này đi 4 vạn rồi. À 5 vạn luôn rồi, chứ phải 4 vạn đó. 5 vạn luôn rồi. Con này rẻ hơn được con kia 1 tỷ 080. 1 tỷ 080 mà con này là 1 tỷ 045 là tiết kiệm được 35 triệu quý chị ạ. Đó, rẻ hơn kia 35 triệu ha.
50 mấy ngàn. Xe thì cam kết chung với chị tất cả các xe nãy giờ em quay luôn ha, là xe cam kết không đâm đụng, không ngập nước, khung gầm, hộp số, máy móc zin nha quý chị nhé. Hồ sơ pháp lý rõ ràng sang tên hợp lệ, bao với quý chị là rút hồ sơ gốc, bao phí công chứng nè. Đó. Quý chị về chỉ việc là đóng thuế sang tên thôi ha. Nếu quý chị nào không có dịch vụ, không có thời gian đăng ký, em quen vẫn hỗ trợ thuê dịch vụ cho quý chị nha. Quý chị chi phí bao nhiêu thì quý chị thanh toán lại cho bạn dịch vụ được hết nhé. Rồi, con cuối cùng là con Bayero Sport này quý chị, con này 2019 mới xăng ha. 2019 con này bản kỷ niệm Back 4 Edition nha quý chị nha. Back 4 Edition. Con này thì giá là 695 triệu quý chị. Giá mềm ha, 695 triệu. Chị nào mà mua xe mà không phải suy nghĩ đến xăng cộ này kia thì đi con này khá ok. 695 triệu đời 2019 nha quý chị nhé. Đời 2019. Ok. Quý chị nào tham khảo dòng xe nào thì nhắn tin cho em nha. Cảm ơn tất cả quý chị theo dõi video. Xin chào, hẹn lại quý chị clip tiếp theo ạ. Xe thì bên em bán có cam kết cho quý chị bằng văn bản, bằng hợp đồng hết nha, không phải bằng nói bằng miệng, nói suông hết nha quý chị nhé. Xe không đâm đụng, không ngập nước, khung gầm, hộp số, máy móc zin, hồ sơ pháp lý đâu này, xe tên hợp lệ. Đó. Cảm ơn tất cả quý chị theo dõi video. Xin chào, hẹn lại quý chị clip tiếp theo ạ.